Review nhanh gọn kiwi sấy thăng hoa. Kiwi sấy thì cực giòn, ăn chua chua ngọt ngọt, quá là phê luôn. Review cả thế giới. Mời các bạn ăn bánh trung thu nha. Vỏ ngoài cực giòn, nhân bên trong thì nhiều chua chua ngọt ngọt, quá là đã màn. Review nhân gọn, thịt mì cay làm từ mì cay. Trời ơi, ta nói cay cay mặn mặn, quá là phê.